Kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023, chương trình có những nội dung chính như sau. Họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 để càng tự hào thêm truyền thống đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn của đơn vị. Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, kết nối, thu hút khách du lịch giữa các địa phương. Kiểm tra quy trình đóng gói của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic để chuẩn bị xuất khẩu bưởi sang thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sáng nay 22 tháng 9, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 1 U Minh phối hợp Cục Chính trị Quân khu 9 long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 23 tháng 9 năm 1963, 23 tháng 9 năm 2023. Đến dự có mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Phú, Đại tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Quân khu 9 thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Các không gian xung quanh hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 9 trở nên ấm áp hơn mọi ngày bởi những cái bắt tay, cái ôm thân thiết của hơn 700 hội viên cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh đang sinh sống trong cả nước cùng tề tựu về đây. Xúc động rất là nhiều vì là cái tình đồng chí đồng đội của chiến trường năm xưa mà hiện nay là gặp mặt lại, có người mất người còn. Mình lớn tuổi rồi, muốn gặp anh em là đồng đội được chứ rất là an ủi cho cái tuổi già của mình. Trung đoàn 1 U Minh, quân khu 9 thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1963 tại xã Khánh Lâm, huyện Trần Văn Thời, nay là huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đây là trung đoàn chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Tây Nam Bộ. Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia với những chiến công hiển hách. Trung đoàn được đảng, nhà nước 3 lần tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1973, 1975 và 1989. Phát biểu khai mạc và ôn lại truyền thống của đơn vị, Thiếu tướng Trần Vinh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trưởng ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh, đã nhắc nhớ những ký ức về ngày tháng kiên gan ở chiến trường với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Chúng ta còn nhớ sau Tết Mậu Thân 1968 và những năm 69-70, cuộc chiến đấu giữa ta và địch ở Cần Thơ vô cùng ác liệt. Quân số của đơn vị trung đoàn giảm sút nghiêm trọng, có lúc đại đội 3 anh hùng chỉ còn 3 đồng chí, vẫn bám trụ, vẫn đánh địch, phát huy truyền thống yêu nước, nhân dân hai miền Nam Bắc, tình nguyện đưa chồng, con, anh em, người thân của mình lên đường nhập ngũ, tăng cường quân số cho trung đoàn 1. Cuối năm 71 thì trung đoàn nhận tân binh từ các tỉnh miền Bắc bổ sung vào. Đó là những thanh niên ưu tú, có trình độ học vấn khá cao. Từ đó mà trung đoàn có một đội ngũ cán bộ chiến sĩ quê hương từ Nam chí Bắc. Đang xen trong chương trình là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Trung đoàn 1 U Minh anh hùng, đồng thời tặng quà cho các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công và cán bộ chiến sĩ trung đoàn đang sinh sống tại các tỉnh thành. Đấy là sự quan tâm của Trung đoàn 1 rất lớn với đối với gia đình chính sách, không phải riêng của tôi, chung của trung đoàn. Tiếp nối truyền thống dạ dang, khi trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào của địa phương, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng ban liên lạc vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Tại buổi họp mặt, ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động cũng được Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ khen thưởng. Đây là động lực để tập thể và các cá nhân tiếp tục phát huy, viết tiếp truyền thống dễ dàng của đơn vị. Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Những tháng cuối năm nay,
Các cấp, các ngành cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn về mặt thể chế trong sản xuất kinh doanh cho người dân doanh nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động đầu tư công với tinh thần quyết tâm cao, tư duy mới. Các đơn vị ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định đầu tư. Đó là một số nội dung Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để đánh giá kết quả công tác 9 tháng triển khai nhiệm vụ công tác quý tư năm 2023 vào chiều nay. 9 tháng qua, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Thành ủy đã thực hiện bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động đối với 70 trường hợp. Chỉ đạo chặt chẽ việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh cán bộ. Đến nay đã có 58 trên 67 đơn vị thực hiện xong việc lấy phiếu tín nhiệm. Đảng bộ thành phố đã kết nạp 1.444 đảng viên, đạt trên 90% kế hoạch năm. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 87 đảng viên vi phạm. Về kinh tế xã hội, trong 9 tháng qua, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 5,97% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 16,45% so cùng kỳ. Thành phố đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch, tăng 21% so cùng kỳ. Thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhiều giải pháp để nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý, trong quý tư Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn cán bộ giới thiệu để bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đủ số lượng và chất lượng, trong đó cần quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tiếp tục ra soát kiện toàn bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu ở các cơ quan đơn vị, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023, bảo đảm thời gian và chất lượng. Bí thư Thành ủy yêu cầu Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố phân công thành viên tích cực làm việc với các bộ ngành trung ương để sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo nghị quyết của Quốc hội. Các ngành địa phương tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế, nhất là bổ sung máy móc, trang thiết bị khám chữa bệnh, vật tư y tế, thuốc men để bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát việc chấp hành pháp luật về thu nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố giai đoạn 2017-2023. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự. Toàn thành phố có 20 khoản phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực giao thông, văn hóa, thể thao, du lịch, tài nguyên và môi trường, tư pháp và các khoản lệ phí nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản sản xuất kinh doanh. Nhìn chung giai đoạn 2017-2023, các đơn vị địa phương tổ chức thực hiện thu phí lệ phí đúng theo quy định. Việc kê khai thu nộp và quyết toán số thu từ phí lệ phí của các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc. Ngành thuế thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị địa phương. Đối với các khoản lệ phí được nộp 100% vào ngân sách nhà nước, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Sở Tài chính thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện thu phí lệ phí đúng theo quy định pháp luật. Đề xuất các khoản phí lệ phí mới hoặc điều chỉnh mức thu phí lệ phí theo lĩnh vực, phạm vi của đơn vị địa phương mình quản lý, sớm tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chính sách thu phí lệ phí theo nghị quyết số 45/2022 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thành phố Cần Thơ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra sáng nay. Tham dự đại hội có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng 200 đại biểu đại diện cho gần 100.000 người công giáo toàn thành phố. 5 năm qua, cùng với việc thực hiện tốt phương châm hành đạo, đồng bào công giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các giáo xứ, dòng tu, đã đóng góp hơn 132 tỷ đồng cho chăm lo an sinh xã hội. Đây là kết quả nổi bật được báo cáo tại đại hội. Với tinh thần hiệp hành, chia sẻ, phục vụ, đại hội đề ra mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028,
hiệp thương suy cử Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ gồm 93 quỹ viên, Linh mục Phan Đình Sơn tái cử làm chủ tịch, đồng thời cử đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà mong muốn Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo, kịp thời phản ánh cấp thẩm quyền xem xét giải quyết, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vận động hướng dẫn đồng bào tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cũng sáng nay, Hội hữu nghị Việt Nam Australia thành phố Cần Thơ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Đào Phương Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Chất lượng, giảng viên khoa ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành hội tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hoạt động để phát triển mối quan hệ hợp tác nhiều mặt với Australia, tăng cường giới thiệu quảng bá kết hợp với các hoạt động hữu nghị giao lưu văn hóa và vận động thu hút hợp tác đầu tư thương mại từ nước bạn vào Cần Thơ. Hội cũng sẽ tham mưu cho thành phố tổ chức các hoạt động duy trì mối quan hệ với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Australia, phát triển thêm chi hội và hội viên, đặc biệt sẽ thực hiện tốt vai trò là đầu mối nòng cốt trong các hoạt động hữu nghị giữa nhân dân hai nước và giữa nhân dân Cần Thơ và Australia. Chiều nay, Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản thành phố Cần Thơ cũng tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Việt Dũng, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục được tín nhiệm bầu là chủ tịch hội nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình đối ngoại nhân dân sâu rộng như lễ hội mùa hè giao lưu văn hóa truyền thống Ishikawa Việt Nam và các hoạt động kết nối hữu nghị Việt Nhật, giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản vân vân. Hội phối hợp cùng liên hiệp các tổ chức hữu nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với 6 hội hữu nghị Nhật Việt các địa phương của Nhật Bản, tích cực xây dựng hình ảnh tuyên truyền quảng bá giới thiệu về môi trường chính sách tiềm năng cơ hội để kết nối đầu tư giữa thành phố Cần Thơ với phía đối tác Nhật Bản. Trong nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục nâng chất các hoạt động thông tin đối ngoại, chủ động phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, tổ chức các buổi giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, hội thảo tọa đàm nghiên cứu khoa học và chia sẻ giới thiệu thông tin học bổng, kinh nghiệm du học tại Nhật Bản cho học sinh, sinh viên đồng bằng sông Cửu Long. Xin được tiếp tục chương trình. Thưa quý khán giả, sáng nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, các nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến dự. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển hơn 6.000 sinh viên cho 41 ngành bậc đại học, nâng tổng sinh viên của trường lên hơn 23.500 sinh viên, học viên. Qua hơn 10 năm thành lập và phát triển, Trường Đại học Nam Cần Thơ hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng mô hình doanh nghiệp trong trường học, bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, vân vân. Qua đó đào tạo hơn 10.000 học viên, sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, biểu dương những thành tích đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giảng viên. Dịp này, trường trao tặng gần 13 tỷ 600 triệu đồng học bổng để khen thưởng sinh viên có điểm xét tuyển xuất sắc, giỏi trong đợt tuyển sinh năm 2023 và sinh viên học tập loại xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trường còn nhận được tài trợ học bổng 200 triệu đồng từ các cơ quan đối tác, doanh nghiệp đã và đang hợp tác với trường. Thưa quý vị, năm nay là một năm có nhiều thuận lợi trong công tác tuyển sinh ở các trường đại học cao đẳng. Đến thời điểm hiện nay, các trường đại học hầu như đã hoàn tất việc tuyển sinh, còn hệ cao đẳng thì dự kiến tuyển sinh đến tháng 12 năm 2023. Theo ghi nhận, mùa tuyển sinh năm nay đạt nhiều kết quả khả quan. Trường Đại học Cần Thơ năm nay tuyển sinh 89 ngành đào tạo đại trà và 14 ngành tiên tiến chất lượng cao với 8.720 chỉ tiêu. Về xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì điểm trúng tuyển các ngành dao động không nhiều. Cho đến thời điểm này, trường đã tuyển đạt 95% chỉ tiêu. Theo nhận định của trường thì công tác tuyển sinh năm nay có nhiều thuận lợi.
Nhìn chung cái kết quả trúng tuyển và cái kết quả nhập học của các em cho những cái ngành rất là đều nhau. Trường Đồng Thơ cũng được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục Đào tạo liên quan tới các cái dữ liệu xét tuyển cũng như là các cái hướng dẫn, các cái quy trình thực hiện lọc ảo. Thì đối với Trường Đồng Thơ thì cái việc phối hợp này rất là tốt và cũng đối với Trường Đồng Thơ thì cũng rất là thuận lợi. Theo các trường đại học thì năm nay nguồn tuyển dồi dào, thí sinh đã có định hướng khá tốt trong việc lựa chọn ngành nghề và chất lượng nguồn tuyển cũng đạt yêu cầu. Hiện nay nhiều trường đại học ở Cần Thơ tuyển sinh đạt trên 90% chỉ tiêu. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ đã đạt được cái chỉ tiêu là 19% trên cái tổng số chỉ tiêu là 1.620 chỉ tiêu cho 10 lĩnh vực đào tạo tại trường. Chất lượng cái nguồn tuyển sinh của thí sinh năm nay á, vào trường á, thì cái học lực của các em nó thì là đạt loại từ khá và giỏi trở lên, nó chiếm là khoảng 98%, chất lượng của nhà trường được nâng lên. Ở hệ cao đẳng, tình hình tuyển sinh cũng khả quan. Cụ thể, trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ có chỉ tiêu tuyển 260 chỉ tiêu cho 4 nghề cao đẳng và 5 nghề trung cấp. Hiện nay trường đã tuyển đạt 90% chỉ tiêu. Đây là cái điều phấn khởi của nhà trường. Thì chúng tôi tiếp tục tuyển sinh cho đến hết tháng 11 năm 2023 này. Các chỉ tiêu cuối cùng thì chúng tôi tập trung các em tốt nghiệp trung học cơ sở học lên trung cấp đúng theo cái sự phân luồng của đảng và nhà nước hiện nay. Thì các đối tượng này thì các em học thì được giảm 100% học phí trong suốt quá trình học tập. Một số trường cao đẳng như Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Cao đẳng Nghề tuyển sinh đạt trên 90% chỉ tiêu. Theo một số trường thì nguồn tuyển cao đẳng ổn định và chất lượng có phần cao hơn những năm trước bởi có một lượng thí sinh điểm học bạ đạt giỏi nhưng các em vẫn chọn học cao đẳng. Ở hệ cao đẳng, công tác tuyển sinh được thực hiện đến tháng 12 năm nay. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang, dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã chỉ định được nhà thầu. Nhà thầu trúng thầu là liên danh công ty cổ phần 471, công ty cổ phần tập đoàn Thành Quy, công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong với giá chỉ định thầu là 2.058 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.260 ngày, hợp đồng trọn gói phần khảo sát, thiết kế, bản vẽ thi công và theo đơn giá điều chỉnh phần thi công xây dựng. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 188 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 44.700 tỷ đồng, triển khai đầu tư theo hình thức đầu tư công. Theo kế hoạch thì toàn dự án sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là dịp quảng bá, tìm hiểu về các sản phẩm du lịch lẫn nhau, mà qua hội nghị lần này còn có một ý nghĩa lớn hơn là thúc đẩy mối liên kết hợp tác du lịch giữa Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Tháp ngày thêm hiệu quả. Nằm ở cao nguyên, Lâm Đồng là tỉnh có tài nguyên về văn hóa, du lịch đa dạng và phong phú. Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách, nhiều khu, điểm du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Lâm Đồng cũng đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới. Với chủ đề Đà Lạt Lâm Đồng, điểm hẹn du lịch, điểm nhấn của hội nghị lần này là có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Lâm Đồng tham gia và quảng bá nhiều sản phẩm dịch vụ đến thị trường thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mọi người uống cà phê rất nhiều, tuy nhiên là làm sao để hiểu là văn hóa sản xuất ra một ly cà phê như thế nào thì gần như rất ít người biết. Và đó là lý do vì sao chúng tôi mở ra một khu du lịch. Không những khách đến để tham quan với những cảnh đẹp mà còn được trải nghiệm về văn hóa sản xuất cà phê bản địa. Khu lịch rừng Managui thì có những dịch vụ như là team building, hoạt náo, khu resort, khu nghỉ dưỡng. Qua cái việc và gắn kết như vậy thì cái hiện sự phát triển rất là tốt. Du khách cũng tới biết nhiều tới cái những địa điểm ở Lâm Đồng, không phải là riêng Đà Lạt mà còn nằm ở các huyện Đạo Hoai, Di Linh, Đức Trọng. Tại hội nghị, các nhà quản lý, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của các địa phương còn có cơ hội giao thương, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán, ký kết hợp tác. Đặc biệt là cùng nhau cải thiện môi trường du lịch, đẩy mạnh liên kết trong việc phát triển kết nối hạ tầng, phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên và nguồn lực của địa phương để phát triển sản phẩm liên kết dùng, phát triển thị trường khách du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch canh nông, du lịch chăm sóc sức khỏe.
Đây là cái sự kiện mà thành phố Cần Thơ rất là kỳ vọng các doanh nghiệp của Cần Thơ tận dụng cơ hội để kết nối với các cái khu điểm du lịch, các cái lữ hành của Lâm Đồng cũng như các tỉnh Tây Nguyên để xây dựng các cái mời gọi các cái người dân cũng như là khách của các tỉnh Tây Nguyên và Lâm Đồng về với Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Qua cái hội nghị xúc tiến này đó thì chúng tôi rất là mong muốn là cái sự hợp tác bền và chặt giữa ba cái địa phương. Các cái khu điểm của Đồng Tháp sẽ kết nối với các khu điểm và các doanh nghiệp của Lâm Đồng để mà giới thiệu các cái tour tuyến và các cái điểm để mà dịch vụ theo cái nhu cầu của khách Lâm Đồng khi đến Đồng Tháp. Chúng tôi cũng thông qua chương trình này thì cùng với lại Hiệp hội Du lịch các địa phương và các doanh nghiệp kiến nghị chính phủ, trung ương và từng địa phương một quan tâm hơn để khai thác cái đường bay từ các tỉnh Tây Nguyên đến với lại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bằng đường hàng không. Như thế thì cái khoảng cách nó gần hơn, trải nghiệm với sản phẩm của các địa phương sẽ nhiều hơn và cái việc mà tăng cái ngày lưu trú của khách du lịch tại các địa phương nó sẽ cao hơn. Để hoạt động liên kết phát triển du lịch thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ba địa phương Lâm Đồng, Cần Thơ và Đồng Tháp cũng cho biết sẽ triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch, tập trung thu hút khách du lịch nội địa từ các thị trường trọng điểm, đồng thời tiếp tục mở rộng khai thác các thị trường tiềm năng nhằm khuyến khích tạo điều kiện để người dân, du khách đi tham quan du lịch giữa các địa phương. Tiếp tục hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại Tây Bắc, ngày 22 tháng 9, đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long có buổi khảo sát các điểm khu du lịch tại tỉnh Lào Cai. Đoàn đã đến tham quan khảo sát tại bản Cát Cát với làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Hơ Mông, tham quan thác thủy điện có từ thời Pháp thuộc và tìm hiểu đời sống văn hóa tập quán của các dân tộc thiểu số ở địa phương. Đoàn cũng đến khảo sát trải nghiệm tại hợp tác xã thổ cẩm Lan Rừng nơi bảo tồn phát triển nghề dệt thổ cẩm, tham quan đỉnh Phan Xipang cao 3.143m, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương bằng hệ thống cáp treo được Guinness ghi nhận là hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất và hiện đại nhất thế giới. Chuyến khảo sát làm cơ sở xây dựng tour tuyến đưa khách du lịch từ các tỉnh thành miền Tây đến giới vùng núi rừng Tây Bắc. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý khán giả, sáng nay, Cục Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chính sách thuế và đối thoại doanh nghiệp lần 3. Tại hội nghị, Cục Thuế thành phố Cần Thơ triển khai Nghị định số 44/2023 của Chính phủ, quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 41/2023, quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, thuế giá trị gia tăng từ 10% sẽ giảm xuống còn 8% và lệ phí trước bạ được giảm 50%. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Cũng sáng nay, Aribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới và khai trương máy rút gửi tiền tự động Autobank CDM. Trụ sở làm việc mới Aribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang tọa lạc tại số 68 đường Hùng Dương, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, quy mô gồm 3 tầng, trong không gian rộng hơn 3.000m². Tại lễ khánh thành, Aribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp khai trương máy Autobank CDM, mô hình ngân hàng 100% tự động, hoạt động 24/7, cho phép khách hàng không cần đến quầy giao dịch mà có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng như gửi tiền vào tài khoản, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn. Dịp này, Aribank chi nhánh huyện Phụng Hiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp, góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo với chủ đề Ứng dụng công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam xếp hạng 23 trên 30 quốc gia chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu. Vùng đồng bằng sông Cửu Long được cảnh báo là một trong ba vùng đồng bằng bị ngập lụt, mất đất lớn nhất thế giới. Các đại biểu tham luận ba nội dung chính, đó là đánh giá nguy cơ ngập lụt vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới sự tác động từ biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và một số giải pháp, ứng dụng công nghệ cho Cần Thơ trong điều kiện biến đổi khí hậu, vai trò của silicon trong sản xuất lúa bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Hội thảo là dịp để Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ có luận cứ, gợi mở để đề xuất chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển bền vững thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, thích ứng với biến đổi khí hậu. Để chuẩn bị xuất khẩu bưởi sang thị trường Hoa Kỳ, đại diện Cơ quan Kiểm dịch Động vật Thực vật Hoa Kỳ AFIS vừa đến kiểm tra quy trình đóng gói của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên The Fruit Republic tọa lạc tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, là công ty 100% vốn Hà Lan. Đây là một trong số ít công ty xuất khẩu trái cây Đông Nam Á đạt chứng nhận Global Gap. Sản phẩm của công ty được phân phối cho thị trường toàn quốc và một phần được xuất khẩu, chủ yếu là các nước châu Âu. Công ty đang có kế hoạch xuất khẩu trái bưởi tươi sang thị trường Hoa Kỳ. Sau một thời gian chuẩn bị đầy đủ về các yêu cầu kỹ thuật, mới đây, công ty được đại diện Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ AFIS, cơ quan quản lý phía đối tác, đến kiểm tra quy trình đóng gói tại công ty. Qua kiểm tra các chứng từ, sổ sách cũng như trực tiếp đi khảo sát thực tế quy trình tiếp nhận, sơ chế, đóng gói trái bưởi tươi của công ty, đại diện AFIS đánh giá cao tính chuyên nghiệp của đơn vị, đồng thời trao đổi thêm một số nội dung cần hoàn thiện, chuẩn bị cho việc công nhận cơ sở đóng gói đã yêu cầu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.